Chào các bạn nha, hôm cái nay bầu nó không phình mà nó chạy á, chạy mình theo với kèo á. anh Hùng có chuyến vào rừng để bắt cái tổ ong rừng này nè. Giờ phát hiện cái tổ ong trên cao kìa, mày cao quá mà nó giờ nó nằm giờ không lá thấy đâu, đâu thấy đâu thấy. Giờ tiến hành làm khối để em tí quay cho mọi người xem sao. Mình chuẩn bị là những mình ít quá mình bọc lá ra xem giữ gì khó được. Ây da, má thang nó rớt nè. Em phải, con này nó đánh nè. Nó đánh ngay cốt giò em nè. Để khói thấp xuống người đi. Mùi nọc nặng lắm. Từ đây, cứ để ở dưới thấp đi, đừng có đem lên cao. Nó có chúa, nó giữ. Có mũ chúa nè. Tổ ông chia đàn. Coi có bầu mặt không đã. Rồi không có một miếng mặt luôn hả? Không. Ê, có được chắc nửa lít á. Nó đánh cái chân em nè. Ui anh Hùng ơi. Đang khói lên. Anh Hùng để dưới chân em nè, tại chân em nó có mùi nè. Rồi. Nó đã đánh một vít ở dưới chân rồi. Giữ lúc nào cái tay phải giữ đút khói. Giữ khói như thế lên tay rồi. Là không có sợ. Để anh Hùng để nó gần gần cái chân em á. Rồi. Chân em nó có cái mùi. Rồi. Nó bị đánh một vít. Đang khói đang lên luôn. Dạ. Nó đánh Hùng cái gì? Cái chân em nó bị khói nè, nó bị có mùi. Nửa lít dư. Nếu mà thấy thì cũng được đó. Nếu mà nó dày á thì có khi được một lít hơn luôn anh Hùng. Anh Hùng thấy có bầu chưa? Ông nó vô lại á. Anh Hùng ơi. Anh Hùng cầm cái ba lô đi. Em thả cái ba lô xuống nha. Từ từ lấy cái dao đã. Ba lô rồi cứ nè. Bỏ mặt vô. Nè cứ để dưới đó đi một chút, mình để bịt mặt. Được rồi, không sao đâu. Em đạp cái cọng dây, anh Hùng đừng có đụng cái cọng dây của em nha. Đừng có đẩy ra. Lấy luôn cái tách luôn nha. Lấy luôn hả? Mình về mình làm ăn luôn hả? Ừ. Ủa, không để lấy lần mặt nữa sao? Hơn một lít. Lít rưỡi có. Mình để cái GoPro nó trong nón mấy các bạn xem được không? Nhưng mà chịu thôi, mình phải đeo nón không nó dứt. Ồ cũng mỏng lắm. Dao này không biết sao đây. Ông nó vô rồi á.
chết mẹ thủng ngọc. Ngọc chết nghe trai nữa. Phải lết này. Tròn nhá rồi. Anh nói bọc mặt em thả xuống để em cắt cái bánh nhậm luôn. Anh không có chụp được, bây giờ em buông ra anh không có chụp được. Nè. Nè. Nè 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 nè. Em buông ra là chụp liền tới rồi nè. Cầm nha. Nha. 1 2 3. Cắt cái nhậm chắc quăng xuống dưới đại đi. Chứ đâu có cái gì đựng nhậm. Khó lắm. Không, nhưng mà mình ăn mà nó rớt xuống cũng đâu có sao. Trời ok rồi. Không, nó đã mất tổ rồi, nó không đánh nữa đâu. Mất thế thượng phong rồi. Anh Hồng ơi, cái dao nè. Từ từ. Không sao đâu, nó nhẹ mà. Để em bỏ cái nhậm vô ba lô. Từ từ móc cái cây này ở đâu đi, không biết. Bỏ đi. Hả? Cái cục khó đi, tao cầm bên tay đi rồi, không sao đấy. Rồi, em kẹp ở đây được rồi. Cục khó này ngu ngút luôn rồi. Đi chừng mày lên nè. Nó cũng ít lắm, được tầm cỡ chén nhậm rồi. Tại vì nó nở rồi á. Không có bỏ vô được. Từ từ, cầm cái chai cái dây. Để đạp. Thôi không bỏ vô ba lô được đây. Cầm cứ móc đại đi. Xuống tới đâu móc vô cây tới đó đi. Nó nhẹ hơn đó mà. Để em lấy cây khói xuống. Đấy, cho các bạn biết. Bắt một tổ ong lấy được một giọt mật ong nó khó như thế nào. Rồi, mình chưa nói việc cực nha, mình nói việc bị đánh. Và chưa kể là nếu mà cây này thì nó thấp. Và nếu mà bắt ngay mấy cây cao rồi còn nguy hiểm nữa. À, cho bịt mặt quắn cột rồi bỏ ba lô được không? Ngồi xuống nó cột bỏ vô ba lô cho nó ăn. Được, sợ nó thủng đúng không? Cứ coi chừng rớt thang xuống bật mặt. Rồi, hôm xuống đây em quắn lại. Này, là một, hai cái thùng mì thôi, ok. Không, mình làm đốt kia đàng hoàng với mình là ẩu quá mà. Với tại tổ cũng nhỏ mà. Không có giữ. Đây. Được nhiêu đây mặt nữa là mặt gần không có phấn hoa luôn. Tổ này nó già rồi nhưng mà ở khu vực mình á nó chưa có mặt mấy. Có đeo thì đeo. Rồi anh Hùng đi xuống luôn đi, không cần cầm gì nữa đâu. Nó bỏ ổ rồi mà. Phải có cái này không có là được. Ừ, đại sợ nó theo mình á. Xuống đi, cứ rồi, quăng rồi. Quăng cái miếng nhộng xuống luôn đâu sao. Rồi. Cái gì hai tay cầm hai đuốc ghê vậy. Cho nó đỡ chứ. Cũng may là cái cây này nó có cái dây nè anh Hùng. Dễ leo. Không thôi là bám mỗi chân chết luôn. Đánh mình à, hai vết vô cái gót chân và một vết ngay chỗ cái khuỷu tay. Anh Hùng được một vết hả? Ừ. Ngon này luôn. Đi qua cắn mà 5 màu vô cái tay. Đi bắt ong mà có được ong đánh là hên lắm các bạn. Cho có đề kháng chống bệnh tật hả? Đánh vài nhích vài dít thì đỡ đau nhất à, còn đánh nhiều là đánh nhiều là cấp cứu á. Em đừng có nghe. Ông đánh nhiều mà chết rồi. Đùng nó xuống đất nhiều quá ta. Tại vì ở dưới này nó có khói, có lửa than nè. Rồi.
đem cái này xuống suối đã rồi chặt cái ống lên tạt cho nó tắt than. Nồng quăng cái đuốc nó cháy luôn kìa, nồng quăng đúng chỗ ghê trời. Gặp cho nó luôn. Đưa cái nhậm đem dắt xuống kìa. Có con dao trên này đúng không? Hai con. Để xuống là cầm. Gãy đôi. Cây về thì nó tới cũng tắt đi. Ui trời. Quan tạm miếng nhậm ở đây đó. Mang cái dài vô để tính. Nãy mà mang giày là nó đâu bị đánh vô gót chân đâu. Mang giày mình lên mình đạp cái chân đạp cây á, nó không có cảm giác. Sợ đạp cây khô á, không biết nó gãy. Ừ, đúng là tì ổ thiệt á. Ngày trước anh em mình mắc một tổ cây sung nó đánh gần chết luôn mà. Trước đi tầm cỡ cây số là nó ra nó ùa xuống. Cho lúc trước là anh em mình nó có mùi rồi, bị cái bồ đồ á, đi đánh đi phá chọc tổ nó một lần nó đánh cho có mùi rồi, bữa sau đi bắt lại mặc ngay cái bộ đồ đó nữa, không giặt luôn. Đây cái nhộng vô đây. Cái tổ nó cũng nhỏ nhưng mà nó già. Đấy. Anh em mình tìm, để gỡ cái nó nha cho mấy anh dễ xem. Anh em mình tìm thấy tổ ong này cũng nhờ mấy cái điểm vàng này nè. Phần ong nó ị. Nóng nực. Đây anh Hùng đang dập lửa trên kia. Dạ nó từ từ để mình dập lửa. Thành quả của hai anh em có ông chú đi đặt lại được thì như đây nó cũng sắp chia đọc này chắc được lít á. Đây này có cái mũ chúa. Ủa hình như cái mũ chúa này nở đi rồi. Đi rồi mũ chúa lớn đó. À chưa đâu có không. Nó mới đẻ vô, mới làm cái chúa. Để chuẩn bị chia đàn này. Đùa, cái bánh mặt đỏ. Tổ nhỏ mà đường vậy là ngon đó. Ừ. Để rồi, để cặp vô cái tổ này. Cái bánh mặt này đó, bít nắp luôn. Đầu leo lên là mình nghĩ rồi, không có mặt mà cuối cùng. Rồi, anh em ngồi nghỉ mệt tí xong rồi lại đi lên đường tiếp. Có nghe là cũng ngon rồi.